Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A Di Đà Kinh Sử Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 256. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sau Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 510. Sớ: Vấn. Kiến hữu nhất sanh niệm Phật, lâm chung dị tất giảng sanh, hà giả? Đáp: Lương diêu nhất sanh niệm Phật, dị thị nhất tâm niệm Phật cụ. Nghĩa là: Sớ hỏi: Thấy có kẻ suốt đời niệm Phật, lâm chung chưa chắc giảng sanh, là vì lẽ nào? Đáp: Ấy là vì suốt đời niệm Phật nhưng chưa phải là nhất tâm niệm Phật. Đoạn này hết sức trọng yếu. Có kẻ suốt đời niệm Phật mà chẳng thể giảng sanh, hạng người như vậy hết sức nhiều. Chúng ta thường nghe nói người niệm Phật đông đảo, kẻ giảng sanh ít ỏi. Sự chênh lệch nhiều ít ấy rất lớn. Có thể nói là trong một vạn người niệm Phật, sợ rằng người thật sự có thể giảng sanh không tới 10 người. Nguyên nhân ở chỗ nào? Ở ngay trong đoạn này. Do vậy có thể biết những điều được nói trong đoạn này chính là khai thị mấu chốt để chúng ta biết niệm Phật có thể giảng sanh trong một đời này hay không. Chúng ta chớ nên không lưu ý. Sao du du chi đồ nhất sanh niệm Phật, sở dị tuy bất giải đãi, diệt bất tinh tận, dị năng nhất tâm, cụ bất đắc sanh. Nghĩa là sao hạng người hời hợt niệm Phật suốt đời, tuy nói là chẳng biến nhát nhưng cũng chẳng tinh tận, chưa thể nhất tâm, cho nên chẳng được giảng sanh. Cho biết vì sao niệm Phật chẳng thể giảng sanh, nguyên nhân ở ngay chỗ này. Điều khẩn yếu là bản thân chúng ta có phải là hạng người như Liên Trì Đại Sư vừa nói hay chăng? Chính mình phải nghiêm túc phản tỉnh, nghiêm túc kiểm điểm, chúng ta có phạm lỗi lầm ấy hay không? Nói là chẳng biến nhát, vì người ấy hàng ngày niệm, chẳng phải là không niệm. Một ngày niệm mấy ngàn câu, niệm một vạn câu, hai vạn câu, ba vạn câu, thật sự niệm nhưng cũng chẳng tinh tấn. Mỗi ngày niệm Phật hiệu nhiều như thế, vì sao nói là chẳng tinh tấn? Niệm thì có niệm, trong tâm vẫn tán loạn. Do vậy có thể biết tinh tấn là gì? Niệm đến mức thật sự nhất tâm, niệm tới mức phiền não ít đi. Nhất định phải nhìn từ hiệu quả này. Xác thực là chúng ta ít vọng tưởng, ít phiền não, tâm thanh tịnh, đó là tinh tấn. Quý vị đạt được hiệu quả. Đừng nói là người tại gia niệm vài chục năm, trong tâm vẫn loạn thành một nùi. Người xuất gia cũng chẳng phải là ngoại lệ.
thị phi nhân ngã vọng tưởng chấp trước có tăng chẳng giảm, chẳng cảm thấy giảm bớt. Dấu niệm Phật hiệu mà chẳng có tác dụng. Tuy niệm Phật hiệu chẳng tinh tấn, chẳng có tiến bộ, chưa thể nhất tâm, thành tích được khảo sát nơi nhất tâm. Chúng ta có phải là niệm đến mức nhất tâm hay không? Muốn thật sự niệm đến nhất tâm, nhất định là phải buông xuống muôn duyên. Những thứ chẳng tất yếu thảy đều bỏ hết. Những thứ chẳng bắt buộc phải xem, chẳng cần xem. Những thứ chẳng bắt buộc phải nghe, không cần nghe. Những thứ chẳng bắt buộc phải nói, cũng không cần phải nói. Tâm quý vị tự nhiên thanh tịnh. Các đồng tu tại gia ai nấy có sự nghiệp, có gia đình. Những chuyện có quan hệ mật thiết đối với sự nghiệp và gia đình thì chúng ta phải xem, phải nghe, phải nói. Những chuyện nào chẳng có quan hệ quá to tát đối với sự nghiệp và gia đình ta, chúng ta có thể chẳng nghe, chẳng hỏi, chẳng nói tới. Nói cách khác, phải giảm vọng tưởng phân biệt chấp trước tới mức độ thấp nhất, khiến cho cái tâm định, tâm tĩnh lặng thì mới có thành tích đáng nói, mới có thể giảng sanh. Vì thế, trước hết là nói toạc ra nhân duyên, khiến cho hành nhân tịnh độ chẳng thể giảng sanh. Sau, như quả chân thật dụng tâm, như vị thuần nhất, tuy kim thế bất sanh, diệt thực sanh nhân, tức ư lai thị thành tựu tam muội nhi đắc sanh bỉ. Nghĩa là sao? Nếu là thực sự dụng tâm nhưng chưa thuần nhất, tuy chẳng thể giảng sanh trong đời này, cũng đã gieo cái nhân giảng sanh, ắt sẽ trong đời sau thành tựu tam muội mà được giảng sanh quậy ý. Thật sự dụng tâm cũng rất đúng pháp, nhưng chưa thể đạt tới thuần nhất. Hai chữ này trọng yếu. Phần trước nói chưa thể nhất tâm, ở đây nói là chưa thể thuần nhất. Thật sự đạt đến thuần nhất, trong một đời này quyết định được giảng sanh. Trong đoạn lớn này, quý vị chỉ ghi nhớ một điều: nhất tâm hoặc thuần nhất, quý vị sẽ được thọ dụng. Chẳng thể thuần nhất, khi giảng sanh bèn tùy thuộc duyên phận. Duyên thù thắng, khi lâm chung gặp thiện hữu trợ niệm, thiện hữu khai thị nhắc nhở, một niệm cuối cùng là niệm Phật bèn giảng sanh. Nếu trong sát na lâm chung chẳng gặp thiện tri thức, người nhà quyến thuộc lại khóc lóc, lại làm ồn, dưỡng mắt đầy dạ, do một niệm sai lầm sẽ chẳng thể giảng sanh. Đó là thời khắc mấu chốt. Đó là chẳng thể thuần nhất, bèn sợ khi lâm chung có kẻ nhiễu loạn. Họ cũng chẳng cố ý làm hại quý vị, mà là do tình cảm con người trong thế gian này. Nhưng đối với người niệm Phật mà nói, những điều đó đều là ma chướng. Khi lâm chung chúng đến dày dò quý vị, đến chướng ngại quý vị giảng sanh. Tập sách nhỏ có tên là Sức Chung Tu Tri. Những điều cần biết để giúp đỡ người lâm chung chính là tác phẩm diễn dịch cuốn Sức Chung Tân Lương, hướng dẫn khi trợ niệm lâm chung. Từ văn chương văn ngôn sang văn bạch thoại, đọc dễ hiểu hơn. Chúng ta hãy nên ấn hành nhiều để giúp đỡ người khác, nhắc nhở họ khi lâm chung phải biết tu học như thế nào. Điều này hết sức quan trọng. Chính mình phải hiểu, người nhà quyến thuộc cũng phải biết, mới chẳng đến nỗi tạo thành chướng ngại. Suốt một đời thật sự niệm Phật chẳng đạt đến thuần nhất, khi lâm chung chẳng thể giảng sanh. Nhưng người ấy cũng đã gieo cái nhân rất tốt, do cái nhân ấy có thể tiếp tục niệm Phật trong đời sau sẽ có thể giảng sanh. Vì một người thật sự niệm Phật, tâm địa từ bi thiện lương, quyết định chẳng bị đọa vào ba ác đạo, đời sau ở trong cõi trời người được làm thân người hay thân trời, còn có cơ duyên gặp pháp môn này lại tiếp tục tu hành. Sau, như phạm giống dân, bất đắc giới, nhi đắc tăng ít thọ giới. Nghĩa là, như kinh Phạm Vọng có nói, chẳng đắc giới nhưng được lợi lạc tăng ít thọ giới. Đây là nêu một thí dụ, chúng ta cũng có tình hình tựa tựa như vậy. Diễn, bất đắc giới nhi đắc tăng ít thọ giới giả. Phạm Vọng dân,
Hiền lý nội vô năng thọ giới sư, nghĩa là diễn, chẳng đắc giới nhưng được lợi ích cho sự thọ giới trong đời sau. Kinh Phạm Vọng nói, trong 1000 dặm chẳng có vị thầy nào có thể truyền giới. Ngàn dặm khá xa xôi, trước kia công cụ giao thông chẳng thuận tiện như trong hiện thời, toàn là đi bộ, tối đa là cưỡi ngựa. Ngàn dặm nói thông thường thì đại khái là lộ trình 10 ngày, khá xa xôi. Cổ nhân thường nói chẳng xa hơn 1000 dặm bèn đến. Hiện thời khoảng cách 1000 dặm cũng rất ngắn, mấy tiếng đồng hồ bèn có thể đến nơi. Diễn hứa Phật Bồ Tát tượng tiền thọ giới, yếu tu sám hối đắc kiến hảo tướng, tức tiện đắc giới. Nghĩa là diễn cho phép người muốn thọ giới đối trước tượng Phật Bồ Tát tự thọ giới, nhưng cần phải tu sám hối cho đến khi thấy được hảo tướng thì mới đắc giới. Trong kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo có nói chuyện này rất cặn kẽ. Đối với tại gia, ngũ giới, bát quan trai giới, Bồ Tát giới, xuất gia sa di giới đều có thể tự mình đối trước tượng Phật Bồ Tát phát nguyện thọ giới. Có đắc giới hay không? Nếu thấy hảo tướng thì đắc giới. Hảo tướng là gì? Diễn: kiến hảo tướng giả, Phật lai ma đảnh, kiến quang kiến hoa đẳng. Nghĩa là diễn thấy hạo tượng Phật đến xoa đỉnh đầu, thấy quang minh, thấy hoa, vân vân. Nhất định cảm ứng thủy tướng, những thủy tướng ấy được thấy trong định hoặc ở trong mộng đều là dấu hiệu chứng tỏ đắc giới. Diễn nhược bất kiến hạo tướng, tuy sám vô ích. Nghĩa là diễn nếu chẳng thấy hạo tướng, tuy sám hối vô ích. Chúng ta đối trước Phật Bồ Tát kiên thành cung kính phát nguyện thọ giới trì giới, nhưng chẳng có thụy tướng ý. Diễn nhiên tuy bất đắc giới, nhi đắc tăng ít thọ giới. Nghĩa là diễn nhưng tuy chẳng đắc giới mà đắc tăng ít thọ giới. Quý vị đắc giới có thể nói là công đức lợi ích chân thật, tuy chẳng đắc giới cũng đạt được công đức và lợi ích, đó gọi là đắc tăng ít thọ giới. Nếu tâm chúng ta trì giới kiên định thanh tịnh, lâu ngày nhất định sẽ có thụy tướng. Thời gian dài hay ngắn khác nhau lợi căn, trong thời gian rất ngắn bèn có thụy tướng. Có 10 mấy tháng cho đến 2-3 năm mới thấy thụy tướng chẳng sao cả. Chính mình nhất định phải giữ được cái tâm thường hằng, đó là đúng. Sớm muộn gì thì cũng từ tăng ít thọ giới đạt đến thật sự đắc giới. Trong xã hội hiện thời muốn phát tâm thọ giới để thật sự đắc giới thì đây là một phương pháp rất tốt. Kinh Chiêm Sát có nói, dẫu chẳng có thụy tướng bèn từ chiêm sát, tức chiêm nghiệm quan sát, luân tướng để quan sát. Do chiêm sát luân tướng có thể biết bản thân chúng ta đã đắc giới hay không, nhưng nhất định phải theo đúng phương pháp để tu. Hãy dùng một thái độ rất khinh mạn qua loa để cầu thọ giới sẽ chẳng thể đắc giới. Do thái độ khinh mạn ấy, dẫu chiêm sát luân tướng cũng chẳng thể cảm ứng. Sau tông môn vị tài xuất đầu lai, nhất văn thiên ngộ giả thị giả. Nghĩa là sau nhà thiền nói là vừa mới xuất đầu lộ diện đã nghe một ngộ cả ngàn. Chính là ý này. Đây là tỷ dụ thứ hai. Trong thiền tông có nói vừa mới xuất đầu lộ diện nghe một ngộ cả ngàn. Nghe một ngộ cả ngàn là gì? Chúng ta hãy xem chú giải. Diễn nhất gian thiên ngộ giả, như hiếp hạ thi quyền, cách gian chiêu tủ, tụng dược dương nhi thân kiến linh sơn, phùng suy đặng nhi đốn truyền tâm ứng thị giả. Nghĩa là diễn nghe một ngộ cả ngàn, như nắm tay đặt dưới hông, cách sông dãy tay, tụng phẩm dược dương mà đích thân thấy linh sơn, gặp thổi nến mà truyền ngay tâm ứng, là như thế đó.
Ở đây đại sư nêu liên tiếp bốn công án, ở chỗ này điều then chốt là câu mới xuất đầu. Có nghĩa là gì? Hãy hiểu ý nghĩa của câu này, những vấn đề tiếp đó đều được giải quyết. Này, chúng ta chưa ló đầu ra. Chưa ló đầu ra là tình hình gì? Chúng ta bị vô minh phiền não che lấp. Quý vị làm như thế nào để có thể từ trong vô minh phiền não vượt thoát thì sẽ ló đầu ra? Chỉ cần vượt thoát, chẳng sợ không khai ngộ. Cơ duyên như thế nào bạn có thể giúp cho người khai ngộ? Từ trong tông môn và giáo hạ, chúng ta thấy nhân duyên trong lần khai ngộ đầu tiên của mỗi người đều khác nhau. Đại sư nêu lên bốn vị: ba vị thuộc thiền tông, một vị thuộc giáo hạ. Tụng dược dương nhi thân kiến linh sơn, nghĩa là tụng phẩm dược dương mà đích thân thấy linh sơn, chính là trí giả đại sư thuộc giáo hạ. Lão nhân gia niệm kinh Pháp Hoa, niệm định dược dương Bồ Tát bổn sự phẩm nhập định. Lần nhập định y ở trong định, ngài thấy Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thứ. Ngài trông thấy quang cảnh y. Trí giả đại sư đã trông thấy, còn nghe hết một buổi, tức nghe một lượt. Sau khi xuất định, kể với người khác, hội Linh Sơn cho đến nay vẫn chưa tan. Trí giả đại sư cách Thích Ca Mâu Ni Phật 1000 năm. Đã 1000 năm mà hội Linh Sơn vẫn chưa tan. Ngài định tham dự. Trong thiền tông, phương pháp đốn ngộ lại càng tuyệt vời, chẳng thể diễn tả được. Từ việc giơ tay hoặc cuộn tay thành nắm đấm, từ mỗi động tác, mỗi biểu thị, mỗi cuộc vấn đáp giữa thầy và người đến tham phỏng mà khai ngộ. Từ ngữ lục của thiền tông, chúng ta thấy chuyện này nhiều lắm. Vấn đề là nếu quý vị chưa đến sát na xuất đầu lộ diện, sẽ chẳng làm được. Chúng ta xem ngữ lục thiền tông cả 100 lượt vẫn chẳng khai ngộ. Trong khi ấy, người ta vừa giơ tay lên hoặc ho hắng, người đến tham phỏng bèn khai ngộ. Chúng ta thấy chuyện đó, làm cách nào cũng chẳng khai ngộ được. Nguyên nhân ở chỗ nào? Người ấy vừa mới ngoái đầu, chúng ta chẳng ngoái đầu, thèn chốt là ở chỗ này. Do đó, chính mình nhất định phải có sự cảnh giác cao độ. Chúng ta phiền não quá nặng, vọng tưởng quá nhiều, tập khí quá sâu, làm như thế nào? Nếu vẫn một mực như vậy, chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Đọa lạc thì chư vị nhất định phải liễu giải một chân tướng sự thật. Đời sau của chúng ta chắc chắn chẳng tốt đẹp như đời này. Đó gọi là mỗi lúc một tệ hơn, tụt dốc, mỗi đời một kém hơn đời trước. Thật đấy, chẳng giả đâu nha. Nói đời sau tốt đẹp hơn đời này, đấy là chuyện chẳng thể nào có. Quá khó có. Theo tôi thấy là chẳng có cách nào. Trong 100 người chẳng có một ai nói là đời sau sẽ tốt đẹp hơn đời này, chẳng thể nào. Nếu quý vị hỏi do nguyên nhân gì ư? Nếu quý vị liễu giải nguyên nhân, sẽ tin tưởng. Phiền não ác nghiệp tập khí của chúng ta mỗi năm một tăng thêm, mỗi đời một tăng thêm nhiều hơn, thế mà cuộc sống mai sau sẽ biến đổi tốt đẹp hơn. Há có đạo lý ấy hay chăng? Muốn biến đổi tốt đẹp hơn thì phiền não vọng tưởng tập khí mỗi năm một ít hơn. Nhìn từ cái nhân tốt đẹp ấy, trong tương lai đời sau của quý vị nhất định tốt đẹp hơn đời này. Tình hình của chúng ta có phải là như vậy hay không? Tâm địa của chúng ta bị ô nhiễm, ô nhiễm ngày càng sâu đậm hơn. Vì thế cuộc sống về sau chẳng tốt đẹp. Dẫu đời này tu đại phước báo, quý vị nhất định sẽ hưởng phước báo, nhưng chẳng nhất định hưởng trong loài người. Này, chúng ta thấy rất nhiều con vật thuộc súc sanh đạo, những con vật cưng do người ngoại quốc nuôi thật sự hưởng phước. Chúng ta nói chủ nhân nuôi con vật cưng, thật ra là trái ngược. Con vật cưng là chủ nhân, người nuôi con vật cưng chính là đầy tớ, hầu hạ, hiếu thuận, chăm sóc con vật chu đáo, chẳng thiếu một điều nhỏ nhặt nào. Con vật cưng chính là chủ nhân, kẻ nuôi dưỡng là người hầu, nên đến nơi đó để hưởng phước. Vì thế nói, đúng là mỗi đời một kém hơn. Nhất định phải biết điều này. Chúng ta phải hiểu rõ, hiểu minh bạch đạo lý này và chân tướng sự thật này mới biết gặp gỡ pháp môn này trong hiện tại là điều đáng quý.
Pháp môn này hiếm có, khó gặp, nhất định phải nghiêm túc nắm giữ, quyết định chẳng thể lơi lỏng, nhất định phải thành tựu trong một đời này. Tổ sư Đại Đức Rác Miệng buốt lòng chỉ dạy cho chúng ta, nhân tố thành công là ở chỗ nào? Nhân tố khiến chẳng thể giảng sanh ở nơi đâu? Đều nói rành rẽ, rõ ràng cùng chúng ta. Chúng ta ghi nhớ giáo huấn, những lỗi lầm và khuyết điểm này hãy đều sửa đổi, sẽ có hy vọng giảng sanh trong một đời này. Đọc kinh nghe giáo nhằm mục đích này. Sau thận vô tạ khẩu viết, mổ mổ niệm Phật đồ lao vô công, toại bán thánh giáo vì bất túc tinh. Nghĩa là sao? Hãy dè dạt đừng nói bừa bãi. Kẻ nào đó niệm Phật uổng công vô ích, đây chính là bán bộ thánh giáo chẳng đáng tin tưởng. Đây là đại sư răn nhắc chúng ta. Quý vị nhất định phải liễu giải nhân tự thực sự khiến cho giảng sanh thành hay bại. Trọn chẳng thể nào tùy tiện thấy người khác niệm Phật chẳng thể giảng sanh, bèn nói niệm Phật là giả, giảng sanh chẳng thật. Tu pháp này nhọc nhằn uổng công vô ích, đó là bán Phật bán pháp, mà cũng là quỷ bán những người thật sự giảng sanh, tạo thành tội bán bổ tam bảo, hại người y ngu si thay. Do chẳng hiểu rõ lý lẽ, bèn tùy tiện khinh thường quỷ bán, tạo tội rất nặng. Sứ xứng lý tác tự tánh vô hình, thị bất biên đạo nghĩa, tự tánh vô cấu, thị sanh cực lạc nghĩa. Nghĩa là sứ xứng lý thì tự tánh vô hình là ý nghĩa chẳng biên đạo, tự tánh vô cấu là ý nghĩa sanh về cực lạc. Trong đoạn này cuối cùng là qua câu này, đại sư đã nói xứng tánh. Tự tánh là chân như bản tánh, chân tâm của chúng ta chẳng có hình tướng. Chẳng có hình tướng thì lấy đâu ra điên đảo? Tự tánh thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, lấy đâu ra cấu uế? Đó là chẳng điên đảo thật sự, là ý nghĩa cực lạc chân thật. Tiếp đó Liên Trì đại sư trích dẫn lời Lục Tổ đại sư của Thiền Tông để nói rõ ý nghĩa này. Sau Lục Tổ dân, ngô hữu nhất vật, vô đầu vô sĩ, vô bối vô diện, thị tắc cầu ư chánh tướng, thượng bất khả đắc, tương dĩ hài vật, nhi danh điên đảo. Nghĩa là sao? Lục Tổ nói, ta có một vật không đầu không đuôi không lưng không mặt, như vậy là cầu chánh tướng, tức tướng ngay thẳng, còn chưa thể được, lấy vật gì để gọi là điên đảo? Ba câu đầu trong đoạn sau trên đây đều trích từ Lục Tổ Đàn Kinh. Khi thuyết pháp, Lục Tổ đại sư đã nêu ra một vấn đề như thế, bảo học trò đại nhất cú lai. Nói theo cách hiện thời sao là, các người nghe xong nói cho ta nghe xem nào. Ngài nói ra một đề mục, ta có một vật không đầu không đuôi không lưng không mặt, các ông hãy nói cho ta nghe thử. Đấy là hình dung chân như bản tánh, lìa hết thầy tướng. Thường nói là ngôn ngữ dứt bạc, tâm hành xứ diệt, đó là thực tại. Phật Bồ Tát thuyết pháp có phương tiện, có thiện xảo, dẫu những điều chẳng thể nói được vẫn có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, như chân như bản tánh, làm sao có thể diễn tả được, chẳng thốt nên lời. Ba câu nói ý của Lục Tổ chính là phương pháp, dùng mây để diễn tả trăng, dẫn như vẽ vời, vẽ mặt trăng chẳng được, bèn vẽ mây bốn phía, ở giữa lộ ra một hình tròn, người xem sẽ tự hiểu đó là vân trăng. Dùng phương pháp mượn sự vật khác để diễn tả, trong Thiền Tông thường vận dụng phương pháp này, khiến cho quý vị từ đấy mà thấu hiểu, xác thực là chẳng nói ra, nhưng từ ý nghĩa trong ngôn ngữ của họ, quý vị có thể thấu hiểu, có thể hiểu ý. Giống như những lời của Lục Tổ, thị tắc cầu ư chánh hướng thượng bất khả đắc, nghĩa là do vậy cầu chánh tướng, tướng ngay thẳng còn chưa thể được, ngay thẳng còn chẳng có, lấy đâu ra điên đảo? Tương dĩ hài vật, nhi danh điên đảo, nghĩa là lấy vật gì để gọi là điên đảo?
Đối với chánh diện và phản diện, trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cũng nói rất thú vị. Thật ra đều là vọng tưởng và chấp trước của chúng sanh. Lìa khỏi hết thể vọng tưởng chấp trước, há có một pháp nào để có thể được? Đức Phật nêu ra tổng cương lãnh và tổng nguyên tắc của hết thể các pháp, chỉ nhằm phá trừ chấp trước của hết thể chúng sanh mà thôi. Do vậy Đức Phật chẳng có pháp để có thể nói. Chư vị hãy xem kỹ 36 cặp vấn đáp do Lục Tổ Đại Sư đã truyền dạy trong đàn kinh, quý vị sẽ biết Lục Tổ dạy người khác thuyết pháp dạy như thế nào. Người ta nói đúng, quý vị bèn nói sai. Người ta nói dài, quý vị bèn nói ngắn. Họ nói có, quý vị bèn nói không. Người ta nói không, quý vị bèn nói có. Nhằm phá chấp trước của người ấy mà thôi. Chẳng có chấp trước, chân tánh bèn hiển hiện. Nhưng phàm phu có quá nhiều phiền phức. Họ chấp trước có, quý vị nói không. Được rồi, họ chẳng cần định có nữa. Lại chấp trước không? Có học bét hay là không? Không lẫn có đều chẳng có, là trung đạo. Họ lại chấp trước trung. Luôn luôn là phải chấp trước. Chẳng hiểu Đức Phật nói hết thảy các pháp nhằm phá chấp trước mà thôi. Kết quả đến cuối cùng là chấp trước Phật pháp. Đức Phật thấy tình hình ấy, có thể nào chẳng chảy nước mắt hay sao? Đó là chẳng hiểu ý nghĩa chân thật của Như Lai, hoàn toàn hiểu lầm ý nghĩa của Phật. Hữu đã chẳng có thì không cũng chớ nên chấp trước. Đó gọi là chẳng chấp vào hai bên, trung đạo chẳng tồn tại, trung cũng chẳng có. Khi ấy tự tánh hiện tiền. Nói theo Tịnh Tông chúng ta sẽ là tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh là nhất tâm. Tâm thanh tịnh là chân như bản tánh. Tâm thanh tịnh hiện tiền sẽ nghe một ngộ cả ngàn. Vì tâm thanh tịnh là căn bản trí. Đạt được căn bản trí, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, thành tựu viên mãn hậu đắc trí. Hậu đắc trí là không gì chẳng biết. Phật pháp và thế gian pháp chẳng có gì không biết. Đáng tiếc là chúng sanh trong hiện thời chẳng nghe lời giáo huấn của Đức Phật. Vì sao chẳng nghe? Không tin tưởng. Vì thế tin Phật chẳng dễ, quá ư là khó. Chúng ta không chịu tin tưởng. Không chịu tin tưởng sẽ như thế nào? Muốn nghiên cứu, muốn học rộng nghe nhiều, đó là chẳng nghe lời giáo huấn của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta nhất tâm chuyên rồng, chúng ta khăng khăng chẳng chịu làm theo, cứ muốn học rộng nghe nhiều. Như vậy là chẳng có cách nào cả. Học rộng nghe nhiều thì sao? Tăng trưởng tà kiến. Quý vị chẳng thể đoạn phiền não, chẳng thể trừ vọng tưởng. Sanh tử luân hồi chẳng thể trừ. Quý vị có oan uổng hay không? Thật sự chịu nghe lời Đức Phật, hành theo đúng lời Đức Phật dạy, người từ bậc trung trở lên có thể nói là chẳng có ai không thành tựu trong giáo hạ. Nhưng kẻ từ bậc trung trở xuống, trong Tịnh Tông chẳng có một ai không vãng sanh. Mấu chốt là nghe lời. Chẳng nghe lời, Phật Bồ Tát có đến cũng chẳng thể làm gì được, chẳng có cách nào. Chẳng phải là Phật Bồ Tát không có phương pháp dạy dỗ, mà là do chúng ta chẳng chịu tiếp nhận, vẫn muốn tiếp tục sanh tử luân hồi chẳng ngừng, vẫn muốn tạo nghiệp thọ báo, đó là khổ. Dưới đây Đại sư trích dẫn Tâm Kinh. Sau Bát Nhã Tâm Kinh dân: thị chư pháp không tướng, bất cứu bất tịnh. Nghĩa là sau Bát Nhã Tâm Kinh nói tướng không ý của các pháp chẳng như chẳng sạch. Chúng ta thường niệm Tâm Kinh, Đức Thế Tôn giảng kinh, thuyết pháp suốt 49 năm. Bát Nhã là trung tâm của những điều lão nhân gia đã giảng trong suốt một đời. Ngài dùng thời gian dài nhất để nói Bát Nhã. Ngài thuyết pháp suốt 49 năm, nói Bát Nhã mất 22 năm, gần như là chiếm mất nửa thời gian. Nếu chúng ta nói tới những môn học do Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy, thì Bát Nhã là một môn học quan trọng nhất, chiếm thời gian giảng dạy nhiều nhất. Hả, chúng ta có thể coi thường? Nhưng kinh Bát Nhã khó lắm, bộ loại quá lớn, phân lượng quá nhiều. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm 80 quyển đã cảm thấy quá nhiều. Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Của mấy ai trong một đời xem kinh Đại Bát Nhã từ đầu đến cuối một lượt? Đúng là chẳng nhiều.
chẳng thể xem toàn bộ kinh, hãy xem phần cương yếu của kinh Đại Bát Nhã cũng rất tốt. Kinh Kim Cang đích xác là cương yếu của kinh Đại Bát Nhã. Tâm Kinh Cang là tinh hoa của kinh Đại Bát Nhã, là tâm yếu của kinh Đại Bát Nhã. Càng đơn giản không gì hơn được nữa. Bản dịch gồm 260 chữ của Huyền Trang Đại Sư là bản mà mọi người chúng ta thường đọc tụng. Tuy niệm hàng ngày niệm đến mức có thể thuộc lào lào, thuộc nhuyễn như cháo, có thể hiểu ý nghĩa hay không? Không hiểu. Vì sao? Quý vị chẳng không, thứ gì cũng đều chẳng không, vừa chẳng tịnh mà cũng chẳng không luôn. Suốt ngày từ sáng đến tối, miệng ra rã Bát Nhã Tâm Kinh, gào toa cổ họng cũng uổng công, chẳng thể đạt được thọ dụng. Do vậy, nhất định phải hiểu rõ đạo lý được giảng trong kinh, phải thật sự đạt được thọ dụng. Lần sau chúng tôi tổ chức Phật Thất tại Dallas, nước Mỹ, Phật Thất mùa thu, các đồng học có thời gian thì cũng hoan nghênh tham gia pháp hội lần này. Trong Phật Thất lần này, quán trưởng đặt ra đề mục cho tôi, muốn tôi giảng Bát Nhã Tâm Kinh trong pháp hội. Tôi nói cũng được lắm. Giảng Bát Nhã Tâm Kinh theo cách nào? Cư sĩ Bành Tế Thanh có cuốn Hoa Nghiêm Niệm Phật Luận. Chúng tôi tổ chức Phật Thất, nói chung chẳng thể nói vượt ra ngoài pháp môn niệm Phật được, vì nội dung chẳng phù hợp chủ đề. Cư sĩ Bành Tế Thanh có Hoa Nghiêm Niệm Phật Luận, chúng tôi không dám nói là luận, cho nên tôi định ra một đề mục là Bát Nhã Tâm Kinh Niệm Phật Thuyết. Trong Phật Thất, mỗi ngày có thời gian giảng khai thị chừng một cây hương. Chúng tôi dùng đề mục này để thảo luận về niệm Phật. Làm như thế nào để nâng cao cảnh giới niệm Phật? Làm như thế nào để tăng trưởng tín nguyện niệm Phật? Trong Phật môn thường nói, biển rộng Phật Pháp, tín có thể nhập, trí có thể vượt qua. Trí là Bát Nhã. Hết thảy các pháp môn chẳng lìa khỏi Bát Nhã, nhất là pháp môn tịnh độ. Nếu chẳng phải là đại trí huệ, người ấy sẽ chẳng thể chọn lựa pháp môn này. Chúng ta xem Kinh Di Đà. Kinh Di Đà do Đức Phật nói với ai? Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là trí huệ bậc nhất trong hàng đệ tử thanh văn. Chẳng phải là trí huệ bậc nhất, Đức Phật sẽ chẳng nói pháp môn này với người ấy. Pháp môn này phải nói với người có trí huệ bậc nhất, người ấy mới có thể nghe hiểu, mới có thể tiếp nhận. Trong các vị Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát là bậc đương cư. Điều này cho thấy niệm Phật và Bát Nhã của mối quan hệ hết sức mật thiết. Chẳng có trí huệ chân thật, rất khó tin tưởng pháp môn này. Pháp môn này nổi tiếng là pháp khó tin. Tướng không của các pháp không chỉ là tánh không, tướng cũng chẳng thể được lấy đâu ra cấu và tịnh. Đương nhiên là chẳng có. Cấu và tịnh do đâu mà có? Phát sanh từ vọng tưởng và chấp trước của chúng ta. Lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, những thứ tạp nhập ý thứ nào cũng chẳng có. Chúng ta bị hại, từ vô thị kiếp tới nay đã bị vọng tưởng chấp trước làm hại, mà vọng tưởng chấp trước còn không ngừng tăng trưởng, không ngừng sâu hơn, phiền phức to lớn, trước nay chưa từng được cải thiện. Chẳng gặp Phật Pháp, chứ vị hãy ngẫm xem, xác thực là ngày càng sâu thêm, mỗi năm một sâu hơn. Quý vị thì đại chúng trong xã hội, ai chịu buông bỏ? Thà chết, có chết cũng chẳng buồn. Còn có cách nào nữa đây? Đời sau càng khổ hơn, có chết cũng chẳng chịu buông xuống. Người học Phật thật sự có trí huệ, thật sự có thiện căn, hiểu rõ nghĩa chân thật do Đức Phật đã nói, có thấu hiểu, có thọ dụng, xác thực là buông xuống được. Đó là vì người ấy đã kiên tâm. Chứ đối với người chẳng học Phật thì buông xuống khó lắm. Chúng ta buông xuống một chút, giảm nhẹ một ít. Nói thật ra, mong vượt thoát luân hồi trong một đời này thì vẫn chẳng đủ, vẫn chẳng có cách nào. Chỉ mong cầu giảng sanh tịnh độ là được rồi. Quý vị có thể buông xuống chừng ấy thì đã đủ rồi. Đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Sau thị tắc cầu ư tịnh tướng thượng bất khả đắc. Nghĩa là sao? Do vậy cầu nơi tịnh tướng còn chẳng thể được. Hà có tịnh uế để có thể thấy ư? Sao tương chỉ hà xứ
nhi hiệu Sa Bà, Bất Biên Đạo Xứ, toàn thân tọa Cực Lạc Liên Đài, điên đảo tài sanh, ứng niệm trụ Sa Bà quốc độ. Nghĩa là sau sẽ chỉ vào nơi đâu để gọi là Sa Bà? Chỗ chẳng điên đảo, toàn thân ngồi nơi đài sen trong Cực Lạc. Điên đảo vừa sanh, ngay lập tức trụ trong cõi nước Sa Bà. Điên đảo là vọng tưởng, là chấp trước, là phân biệt. Ý niệm ấy vừa động đã chẳng thể đến thế giới Cực Lạc được, vẫn ở trong thế giới Sa Bà, vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Những lời này chớ nên quay thường, nghe lướt qua. Mỗi chữ mỗi câu trong lời này đều hết sức quan trọng, có liên quan đến đại sự sanh tử như chúng ta thường nói. Chẳng có gì quan trọng hơn điều này. Sau tức tâm tức độ, tức độ tức tâm. Nghĩa là sau tâm chính là cõi, cõi chính là tâm. Tâm là tánh, độ là tướng. Tướng do tánh biến hiện, tánh và tướng chẳng hai, tánh và tướng như nhau. Sau Tây Phương khứ thử bất diễn. Nghĩa là sau Tây Phương cách đây không xa, tìm chẳng thấy tướng đến hay đi, vì nó chỉ là thay đổi cảnh giới. Khoa học hiện thời nói là thay đổi không gian. Tứ kết khuyến, nghĩa là bốn là kết lại để khuyên. Đoạn lớn thứ hai đến đây là sắp kết thúc. Xin xem kinh văn. Kinh Xá Lợi Phất, Ngã Kiến Thị Lợi, Cố Thuyết Thử Ngôn, Nhược Hữu Chúng Sanh Văn Thị Thuyết Giả, Ưng Đương Phát Nguyện Sanh Bị Quốc Độ. Nghĩa là kinh Xá Lợi Phất, ta thấy điều lợi này nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nghe nói như vậy, hãy nên phát nguyện sanh về cõi ấy. Đức Phật quả thật đã rát miệng buốt lòng khuyên dạy chúng ta. Người thật sự hiểu rõ sẽ sanh khởi lòng cảm kích vô tận đối với mấy câu này của Đức Phật. Đúng là lòng từ bi đến cung cực. Ngã tức là ta, là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng, ý nói chẳng phải do ai khác thấy. Người khác trông thấy chưa chắc là chánh xác, chưa chắc chân thật. Đức Phật là bậc đã chứng đắc cực quả. Như Kim Kim Cang đã nói, Phật là bậc ngũ nhãn viên minh. Những điều Ngài trông thấy chắc chắn là chân thật. Ngài thấy lợi ích. Lợi ích gì vậy? Niệm Phật giảng sanh bất thoái thành Phật. Đức Phật thấy lợi ích ấy. Trong các lợi ích thuộc pháp thế gian và xuất thế gian, bất cứ lợi ích nào cũng đều chẳng thể sánh bằng lợi ích ấy. Chứ vị phải biết, phàm phu tạo tác ác nghiệp, kể cả phàm phu tạo tác ác nghiệp cực nặng mà có thể tín nguyện niệm Phật, đều có thể giảng sanh bất thoái thành Phật. Đến nơi đâu để tìm được lợi ích này ngoài cõi Cực Lạc? Cho thị pháp môn này xác thực là có thể độ hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới, kể cả Phật pháp giới trong mười pháp giới. Phật mà còn phải giảng sanh thế giới Cực Lạc ư? Đúng vậy, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật và Biệt giáo Phật đều chưa viên mãn Bồ Đề. Biệt giáo Phật bằng với địa vị nhị hạnh Bồ Tát trong viên giáo. Làm sao Ngài có thể không cầu giảng sanh Cực Lạc được? Huống hồ những kẻ có địa vị còn thấp hơn Tạng giáo và Thông giáo. Do đó, pháp môn này phổ độ viên mãn mười pháp giới. Tra duyệt khắp Đại Tạng Kinh chẳng tìm thấy pháp môn thứ hai. Vì thế, pháp môn này thù thắng bậc nhất, thù thắng khôn sanh, được hết thảy chư Phật tán thán. Làm sao chúng ta có thể coi rẻ cho được? Xem thường pháp môn này, coi nhẹ nó, tức là nghiệp chướng sâu nặng, thật sự sâu nặng, chẳng để pháp môn này vào mắt. Người nào coi trọng pháp môn này nhất? Văn Thù Bồ Tát coi trọng, Phổ Hiền Bồ Tát coi trọng, các ngài phát nguyện mong cầu sanh. Vì sao các ngài coi trọng như thế? Đối với pháp môn này, các ngài hiểu lý rốt ráo, liễu giải rất rõ ràng, rất minh bạch. Phải biết điều này. Người thật sự hiểu rõ, người thật sự giác ngộ, hàng ngày niệm Phật luôn cảm thấy chẳng đủ thời gian, hà còn có thời gian giấy vọng tưởng ư? Còn có thời gian nói chuyện thị phi nữa chăng? Chẳng có. Nói cách khác,
Người niệm Phật suốt ngày còn giấy vọng tưởng, còn làm chuyện thị phi nhân ngã, có thể suy nghĩ mà biết căn tánh của người ấy. Ở đây Phật Thích Ca đại diện cho mười phương hết thảy chư Phật. Phật Thích Ca thấy lợi ích này cũng chính là mười phương ba đời hết thảy chư Phật cùng thấy lợi ích thù thắng nhất này. Cổ thuyết thử ngôn nghĩa là gì thị nói lời này? Nói lời gì vậy? Khuyên chúng ta giảng sanh. Chẳng nói hai lời, khuyên chúng ta hãy nhanh chóng niệm Phật để tự đoạn. Sứ thị lợi giả, chỉ thượng kiến Phật giảng sanh. Nghĩa là sứ, điều lợi này chỉ lợi ích giảng sanh thấy Phật trong phần trên, những lợi ích được nói trong phần trước. Sứ thử ngôn giả, kiến tư đại lợi. Nghĩa là sứ, lời này chính là câu thấy lợi ích to lớn ý. Lợi ích thế gian và xuất thế gian chẳng có gì lớn hơn điều này được. Sứ cố thuyết thử nhất tâm trì danh chi ngôn giả. Nghĩa là sứ, cho nên nói lời nhất tâm trì danh này. Niệm Phật thì phải nhất tâm niệm, điều này trọng yếu lắm. Trong Tây Phương Chác Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát cho biết Ngài đã từ thế giới này niệm Phật sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Sau khi tới đó, Ngài lại trở về là một vị liên hữu, một vị thiện trì thực. Ngài kể lại kinh nghiệm của Ngài. Bí quyết niệm Phật là chẳng xen tạp, tức là tịnh niệm. Đại Thế Chí Bồ Tát nói tịnh niệm tiếp nối. Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát bảo chúng ta niệm Phật kỹ nhất là xen tạp. Những gì là xen tạp? Ngài nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng tôi đã trích lục một đoạn khai thị của Ngài in vào mặt sau của những tượng Phật nhỏ, in ra rất nhiều, chứ vị đồng tu cũng đều trông thấy. Đã thấy mà vẫn xen tạp y như cũ, chẳng có cách nào hết. Thân tâm của chúng ta quả thật có bệnh nặng. Đoạn khai thị ấy là tòa thuốc. Chúng ta cầm tòa thuốc ấy mà chẳng thể trị bệnh, rất oan uổng. Sứ bất nguyện giảng giả, tắc cô Phật thuyết, thị di đệ nhị trùng quyến. Nghĩa là sự kẻ chẳng nguyện giảng sanh là đã cô phụ lời Phật dạy. Đây là lặp lại khuyên lần thứ hai. Trong kinh Di Đà, Đức Phật ba lượt khuyên chúng ta hãy nên phát nguyện sanh về cõi ấy. Đây là lần thứ hai. Sau vô lợi ít ngữ, Phật sợ bất đàm. Nghĩa là sao? Đức Phật chẳng nói lời không có lợi ích. Chúng ta nên phải học tập câu này. Lời lẽ vô ích, chẳng có lợi ích cho chính mình, chẳng có lợi ích cho chúng sanh, quyết định chẳng nói lời ấy, chẳng có thời gian để nói. Sao? Trì danh tức đắc giảng sanh, ư chư chúng sanh hữu đại lợi ích, cố Phật thuyết giả. Nghĩa là sao? Trì danh bèn được giảng sanh, có lợi ích to lớn cho chúng sanh, cho nên Đức Phật bèn nói. Phật hiệu có công đức và lợi ích chẳng có gì sánh bằng, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế người niệm hãy mở miệng bèn A-di-đà Phật, cầu ấy là tự lợi lợi tha. Chính mình niệm Phật cầu giảng sanh, người khác nhất liệt nhĩ căn vĩnh di đạo chủng, nghĩa là một phen khoảng qua tay vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Tự lợi lợi tha, chẳng nói câu thứ hai nào khác. Phật hiệu mới là lời lợi ích chân thật, là lời công đức chân thật, toàn nói những lời ý. Ư chư chúng sanh hữu đại lợi ích, cố Phật thuyết giả. Nghĩa là có lợi ích to lớn cho chúng sanh, cho nên Đức Phật nói đến. Vì vậy Đức Phật nói những kinh điển khác, trong cả một đời Ngài chỉ nói một lần, nói một lượt xong bèn chẳng nói lần thứ hai. Chỉ riêng khuyên nhủ chúng ta giảng sanh tịnh độ thì không chỉ nói ra ba bộ kinh, mà một bộ kinh vô lượng thọ còn được tuyên giảng nhiều lần. Do duyên cớ nào? Có đại lợi ích cho các chúng sanh. Hết thảy các kinh khác chẳng có bộ kinh nào có lợi ích to bằng bộ kinh ấy. Chính vì thế bộ kinh này phải được giảng mấy lượt. Đạo lý ở ngay chỗ này. Sau
Lương Diêu dĩ đắc giảng sanh, thị danh tự lợi. Nghĩa là sao? Ấy là vì đã đắc giảng sanh thì gọi là tự lợi. Thật sự sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới gọi là tự lợi. Sao? Sanh bị quốc dĩ, văn pháp đắc đạo, hoàn năng quảng độ vô lượng chúng sanh, thị danh lợi tha, cụ tư nhị lợi, cố dân đại lợi. Nghĩa là sao? Sanh về cõi ý, nghe pháp đắc đạo, còn có thể rộng độ vô lượng chúng sanh, đó là lợi tha. Có đủ hai điều lợi ý nên gọi là đại lợi. Có một hạng người bi nguyện từ bi rộng sâu, muốn rộng độ chúng sanh ngay trong hiện tại, chẳng mong sanh về thế giới cực lạc. Nghĩ chúng sanh quá khổ, ta định thế giới cực lạc, lẽ nào chẳng có lỗi đối với chúng sanh? Bi nguyện ấy đáng ca ngợi, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Nói thật ra, đã chẳng thể tự độ lại còn lầm lỡ chúng sanh, đáng tiếc lắm. Suy nghĩ kiểu y là điên đảo, lầm loạn. Giống như nay chúng ta thấy xã hội rối ren ngần ý, quyết chí mong chỉnh lý xã hội cho tốt đẹp, tạo phước cho đại chúng, hãy nên làm như thế nào? Trước hết phải đi học, học thành một thân bản lãnh, quý vị mới có thể làm được. Trước nay chưa từng đến trường, chẳng học hành gì, chẳng biết một chữ nào, mà phát nguyện cứu vớt xã hội và quốc gia này, có được hay không? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là đi học, huống chi trường học ấy hết sức đặc thù, chẳng cần phải tốt nghiệp mà có năng lực cứu độ chúng sanh. Đối với những cõi nước chư Phật thông thường khác, nhất định phải là đến khi chính quý vị tốt nghiệp thì mới được. Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần tốt nghiệp, quý vị đến thế giới Tây Phương, dẫu là hạ phẩm hạ sanh, trong hoa sen bèn thấy hóa thân Phật, hóa thân Phật là được rồi. Quý vị có thể thưa với Phật: con thấy chúng sanh rất đáng thương, nay con muốn đến độ họ có được hay không? Đức Phật nhất định gật đầu: được chứ, nay ông hãy đi đi. Đức Phật dùng thần lực gia trì quý vị lập tức có thể thả chiếc bè từ đến phổ độ chúng sanh. Chẳng có gì nhanh chóng hơn được. Thông thường, hàng Bồ Tát thật sự đến độ chúng sanh là những vị đã đạt đến địa vị gì? Cửu địa Bồ Tát. Cửu địa được gọi là Pháp Sư địa, còn gọi là Thiện Huệ địa. Bát địa là bất động địa, không bị lay động bởi hết thảy cảnh duyên. Cửu địa có thể làm Pháp Sư, có thể rộng độ chúng sanh. Quý vị muốn đạt tới cửu địa, trong kinh Đức Phật thường nói, trong các quái Phật bình phàm phải tu trọn hai A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói thật ra vài ngày đã viên mãn. Chúng ta từ nơi đây vừa giảng sanh, thấy A Di Đà Phật, cùng Ngài gặp mặt rồi bèn có thể lập tức trở về. Trong 48 nguyện có nói tới chuyện ấy. Trong 48 nguyện chẳng nói người ấy nhất định phải ở thế giới Tây Phương tu đến trình độ nào thì mới có thể tới các thế giới phương khác hóa độ chúng sanh. Chẳng hề nói đã đến bèn ngay lập tức là có thể trở về. Còn có gì nhanh chóng hơn nữa? Chẳng có. Chẳng tin tưởng, nếu ở đây mà giấy vọng tưởng, học rộng nghe nhiều, chẳng chịu giảng sanh, đúng là chẳng còn biết nói sao được nữa. Do đó gọi là đại lợi, bất luận là vì chính mình hay vì chúng sanh, đều sẽ ngay lập tức đến Tây Phương, sớm có ngày thấy Phật A-di-đà, quyết định là chánh xác. Cổ Đức nói, chỉ được thấy Di-đà, lo gì chẳng khai ngộ. Lời ý nhằm khuyên người tham thiền, khuyên kẻ tham thiền hãy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tham thiền nhằm mục đích đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Hãy quý vị thấy A-di-đà Phật liền minh tâm kiến tánh. Người học giáo thấy A-di-đà Phật liền đại khai viên giải, há còn phải phiền phức vất vả như thế nữa chăng? Nhất định là phải hiểu rõ, phải hiểu minh bạch điều này. Học mật cũng chẳng phải là ngoại lệ, thì A-di-đà Phật cũng sẽ thông đạt mật giáo viên mãn. Huống hồ mật giáo do đâu mà có? Do Phổ Hiền Bồ Tát truyền dạy. Mật tông trong Phật môn là do Long Thọ Bồ Tát truyền,
Long Thọ Bồ Tát học mật từ Kim Cang Thủ Bồ Tát, tức là Kim Cang Tác Đoả, mà Kim Cang Tác Đoả là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát, tức là mật giáo do chính Phổ Hiền Bồ Tát truyền dạy. Bản thân Phổ Hiền Bồ Tát ở nơi đâu? Trong thế giới Cực Lạc. Quý vị xem Kinh Hoa Nghiêm, lão nhân gia cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy, quý vị tìm Phổ Hiền Bồ Tát, đến thế giới Cực Lạc bèn gặp Ngài ngay lập tức. Ngài là Thủy Tổ, là Lão Tổ Tông của Mật Tông. Niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn có gì để bàn cãi nữa ư? Ngàn muôn phần chớ để đại lợi luống qua. Sau đệ nhị khuyến giả, sơ ngôn chúng sanh gian giả, chỉ thị đắc văn bỉ quốc trang nghiêm thắng diệu, cố khởi nguyện nhạo dị ủy như hà đắc sanh, kim xuất kỳ diêu. Nghĩa là sao? Khuyên lần thứ hai, thoạt đầu kinh nói chúng sanh nghe nói, nghĩa là chỉ là được nghe sự trang nghiêm thù thắng nhiệm màu trong cõi ý, cho nên giấy lòng phát nguyện ưa thích, nhưng chưa rõ như thế nào sẽ được sanh về đó. Này nêu rõ duyên do. Trong phần trước kinh đã nói chúng sanh gian giả, nghĩa là chúng sanh nghe nói, tức là trong phần trước nói tới y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới Tây Phương, thấy sự thù thắng của thế giới Tây Phương, vì thế phát nguyện cầu sanh. Nguyện là phát nguyện, nhạo là ham thích. Ham thích Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng chẳng biết làm thế nào thì mới có thể giảng sanh. Trong đoạn này, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp giảng sanh. Sau ngôn nhất tâm trì danh, Phật Lai tiếp dẫn, toại đắc sanh bỉ, tắc nguyện đương ít thiết, cố dân nhị khuyến. Nghĩa là sau nói nhất tâm trì danh, Phật đến tiếp dẫn bèn được sanh về cõi kia, như vậy thì nguyện sẽ càng thêm thiết tha. Vì thế nói là khuyên lần thứ hai. Bản thân chúng ta chỉ cần làm được nhất tâm chuyên tinh, chỉ cần làm được bốn chữ ý, lâm chung Phật đến tiếp dẫn bèn được sanh về cõi kia. Tắc nguyện đương ít thiết, nghĩa là cho nên nguyện sẽ càng thêm thiết tha. Khi ý nguyện của chúng ta càng chân thật thiết tha hơn trước, đây là khuyên lần thứ hai. Nguyện của chúng ta nhờ đó càng thêm chân thật thiết tha. Tới khi khuyên lần thứ ba, đúng là đã nhập cảnh giới ý, không đi giảng sanh cõi Cực Lạc chẳng được, sức mạnh gì cũng chẳng thể ngăn cản được. Kinh Di Đà có đại hiệu quả, có đại oai lực dường ý. Chúng ta niệm từ đầu đến cuối một lượt, tính tâm chưa hề sanh khởi, thì gọi là niệm suông vô ích, hoàn toàn chẳng liễu giải ý nghĩa trong kinh, hoàn toàn chẳng hiểu. Do đó nghe mà như chẳng nghe, thấy mà như không thấy. Sứ hữu ngôn lợi giả, phản hiện bất nguyện giảng sanh chi hại, thị hân yếm giả. Nghĩa là sứ lại nói lợi nhằm hiển thị nỗi tai hại của việc chẳng nguyện giảng sanh, nhằm chỉ về sự ưa thích và nhàm chán. Nhìn theo phương diện tương phản thì cũng hết sức quả lý. Sau thử độ tu hành đa kiếp thăng trầm, bất năng giải thoát. Nghĩa là sao? Tu hành trong cõi này nhiều kiếp thăng trầm chẳng thể giải thoát. Chúng ta thường nói là tiến lùi, tiến ít lùi nhiều, thời gian tiến lên thì ít mà thời gian chìm đắm thì nhiều, chẳng tương xứng. Do vậy tu tập phải cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trên thực tế chẳng phải là thời gian chỉ lâu ngần ý, vì thời gian thoái chuyển quá lâu, những lần tiến bộ rất ít. Đa kiếp thăng trầm bất năng giải thoát, nghĩa là nhiều kiếp thăng trầm chẳng thể giải thoát. Chẳng thể giải thoát nói đơn giản là không thoát khỏi tam giới, chẳng có cách nào thoát ly luân hồi. Đó là nỗi khổ thật sự, khổ chẳng thể nói nổi. Sau kim dĩ xưng danh giảng sanh, toại đăng bất thoái, giáo kỳ lợi hại, minh nhược chỉ trưởng. Nghĩa là sao?
Này do xưng danh mà giảng sanh, bèn giữ lên ngôi vị bất thoái. So sánh điều lợi lẽ hại, rõ ràng như đường chỉ trong lòng bàn tay. Sự lợi hại được mất trong ý, Đức Phật đã nói quá rõ ràng, quá minh bạch trong kinh này. Liên Trì Đại Sư Lão Nhân Gia đọc kinh Di Đà, thấy rõ ràng, rất minh bạch. Sợ chúng ta nửa hiểu, nửa không, thấy mà như chẳng thấy. Nên vì chúng ta viết bản chú giải tường tận này, khiến cho chúng ta thấy rõ ràng, thấy minh bạch ý nghĩa của kinh Di Đà. Đừng nên cô phụ giáo huấn của Đức Phật. Sau, lợi tức chư lạc, hại tức chúng khổ, cố đường hừng yểm. Nghĩa là sau, lợi chính là các điều vui, hại chính là các nỗi khổ. Vì thế hãy nên yêu thích và nhàm chán. Giảng sanh bèn phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chẳng thể giảng sanh bèn mê hoặc điên đảo, tiếp tục trầm luân. Sứ hữu ngã thuyết giả, chánh minh vô dấn tự thuyết cố. Nghĩa là sứ lại nói, ta nói nhằm chỉ rõ bản kinh này chẳng do ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Đức Phật có 12 phương thức để nói kinh, chúng ta thường gọi là thập nhị phần giáo. Trong 12 phương thức ấy có một loại gọi là vô dấn tự thuyết. Đức Phật thuyết kinh đại đa số là có người khải thỉnh, tức là có người hỏi Đức Phật mới nói. Chẳng có ai hỏi Đức Phật sẽ không nói. Chỉ riêng chuyện niệm Phật giảng sanh này không có ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Ở đây có hai nhân duyên. Thứ nhất, pháp môn tịnh độ thật sự quá sâu. Duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh, nghĩa là chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Đẳng giác Bồ Tát nếu chẳng được chư Phật giá trị, cũng chẳng hiểu rõ pháp môn này cho lắm, vẫn là chẳng thể làm sao được. Ai có thể hỏi cho được? Không ai có thể hỏi. Nguyên nhân thứ hai, Đức Phật thấy căn cơ của chúng sanh đã chín mùi. Căn cơ gì vậy? Chính là thiện căn phước đức. Như kinh Di Đà đã nói, thiện căn phước đức đã gieo từ vô thị kiếp tới nay, đến khi ấy đã chín mùi, chẳng có ai hỏi, Đức Phật cũng phải nói, để tạo nhân duyên cho họ. Họ có thiện căn, Đức Phật nói kinh này, họ có thể tin, có thể hiểu, tức là họ nghe hiểu, chịu tin tưởng. Hiểu gì vậy? Hiểu sự lợi hại được mất trong ý. Giảng sanh có đại lợi ích, không giảng sanh là đại tổn hại. Họ hiểu rõ điều này, tính tâm sanh khởi, đó là thiện căn. Họ có phước đức. Phước đức là gì? Bằng lòng giảng sanh, chịu phát nguyện, chịu niệm Phật. Chịu phát nguyện và chịu niệm Phật là phước báo bậc nhất. Chẳng có phước báo nào có thể sánh bằng phước báo này. Chứ gì phải hiểu, chúng ta niệm tam quy y, quy y Phật, nhị túc tôn. Hai thứ gì vậy? Phước và huệ. Túc là đầy đủ, có nghĩa là viên mãn. Nhị túc tôn là phước viên mãn, huệ viên mãn. Người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là đến đó làm Phật. Phước và huệ của quý vị chẳng viên mãn thì làm sao có thể làm Phật cho được? Quý vị hiểu đạo lý này, phước báo ý chẳng phải là sự phú quý trong cõi nhân thiên. Phước báo nhân thiên được gọi là phước báo hữu lậu, vô dụng. Ở đây là phước báo chân thật. Phước báo ở đây là phước báo chân thật khiến cho quý vị thành Phật trong một đời này. Vì thế, chúng ta có thể tin, có thể hiểu, đó là thiện căn. Có thể nguyện, có thể niệm, đấy là phước đức. Thiện căn và phước đức của quý vị trọn đủ, Đức Phật tạo nhân duyên cho quý vị. Ba thứ thiện căn, phước đức và nhân duyên trọn đủ, chúc mừng quý vị thành Phật trong một đời này. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm Phật. Vì thế, kinh dạy chúng ta chẳng thể do chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ý. Kẻ ít thiện căn chẳng tin, chẳng hiểu, tức là đối với lợi hại được mất. Đích xác là chẳng thật sự hiểu rõ, chẳng thật sự hiểu minh bạch. Thật sự thông hiểu rõ ràng, trí huệ sẽ viên mãn. Vì sao? Những thứ khác đều buông xuống, chẳng còn làm nữa.
giống như Liên Trì Đại Sư lúc tuổi già đã thật sự viên mãn. Vì thế lão nhân gia nói, Tam Tạng 12 bộ kinh nhường cho người khác ngộ. Từ đấy trở đi chẳng còn đụng đến kinh sách nữa. Suốt đời là một quyển kinh Di Đà, niệm một câu Phật hiệu đến cùng, đó là huệ đã viên mãn. Hệ còn muốn làm những thứ khác, trí huệ của người ấy hữu hạn. Thật sự là suốt ngày từ sáng đến tối niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng, niệm niệm hy vọng đến Tây Phương Cực Lạc thị giới thấy Phật A-di-đà. Đây là phước viên mãn, phước đức viên mãn. Nói cách khác, hết thảy những thứ khác đều chẳng ghim trong tâm. Trong tâm chỉ có thế giới cực lạc, chỉ có A-di-đà Phật, phước huệ đều đủ, chỉ còn thiếu một chữ tôn. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới bèn là tôn, nhị túc tôn. Quý vị nói xem, lợi ích ấy có nhiều hay chăng? Còn có lợi ích nào to hơn lợi ích này? Nhất thất túc thành thiên cổ hận, nghĩa là một bước xa chân thành nỗi hận ngàn đời. Quý vị gặp gỡ pháp môn này mà chẳng phát nguyện giảng sanh, không chỉ là hận ngàn đời mà là hối hận cả vạn kiếp. Nói thật đấy, loại cơ duyên này chẳng dễ gặp gỡ, rất khó gặp gỡ. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Chư vị ở trong giảng đường này có thể nghe đoạn kinh văn này, quý vị có phước báo. Những kẻ chẳng đến đều là có nghiệp chướng, chẳng có phước. Sau kiến tư đại lợi cấp vị chỉ trần, khủng chư chúng sanh trì trì thất lợi, cử bất sĩ thịnh vấn giả. Nghĩa là sau do thấy điều lợi to lớn này bèn vội vàng chỉ bày, vì sợ chúng sanh lề mề đánh mất điều lợi, do vậy chẳng đợi hỏi han. Đức Phật sợ mọi người bỏ lỡ đại lợi ít thù thắng như vậy, chẳng cần chờ chúng ta hỏi, vội vã tuyên nói: được rồi, chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.